Ca sĩ Lam Trường tên đầy đủ là Tiêu Lam Trường, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1974, là người Việt gốc Hoa. Khi bắt đầu sử dụng Facebook thì có một cô gái nhắn tin trò chuyện với anh. Lam Trường hiếm khi trả lời tin nhắn của fan vì quá nhiều. Tuy nhiên, với Yên Phương, Lam Trường lại có hứng thú trò chuyện. Các cuộc trao đổi khá thưa thớt, có khi một vài tháng mới trả lời một lần vì bận rộn và ít lên mạng. Lam Trường chỉ biết thông tin chung về cô bé tên là Yên Phương, sinh năm 1991, đang là du học sinh ở Mỹ. Sau đó, trong một lần lưu diễn ở Mỹ, Lam Trường liên lạc với Yên Phương qua Facebook, hỏi em có đến xem tôi diễn không. Phương đến nhưng vé đã bán hết nên anh đành đưa cô vào hậu trường bằng thẻ ban tổ chức. Sau lần gặp gỡ ngoài đời đó, mối quan hệ của hai người thân hơn. Từ đó hai người trò chuyện nhiều hơn và bắt đầu có cảm giác nhớ nhung. Phương rất quan tâm chia sẻ với cuộc sống riêng của anh. Phương suy nghĩ và ăn nói sâu sắc. Vì thế, trong hầu hết mọi chuyện cả hai đều hợp nhau. Đến năm 2014, Lam Trường chính thức kết hôn với Yến Phương. Năm 2017, con gái chung của Lam Trường và Yến Phương đã sinh ra và được đặt tên là Tiêu Yến Lam. Ca sĩ Khánh Phương tên đầy đủ là Phạm Khánh Phương, sinh ngày 4 tháng 11 năm 1981. Anh từng là người sáng lập và là cựu thành viên của nhóm nhạc MP5 và chính thức bước vào con đường hát solo của mình từ năm 2006. Khánh Phương sinh ra và trưởng thành tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng anh có nguyên quán tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Đặc biệt, anh còn là một trong những số ít nghệ sĩ có thành tích học tập đáng nể với 3 bằng đại học gồm ngữ văn Trung Quốc, ngữ văn báo chí và một bằng đại học luật ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại cuộc họp đại hội cổ đông công ty bất thường diễn ra vào cuối năm 2022, ca sĩ Khánh Phương là một trong 5 người được bầu vào hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 1. Động thái trên diễn ra sau chuỗi mua bán hàng triệu cổ phiếu SJC của chàng ca sĩ từ hồi cuối 2022. Theo đó, ca sĩ Khánh Phương mua vào hơn 3,1 triệu đơn vị để sở hữu 46,65% vốn, trở thành cổ đông nắm gần một nửa vốn công ty Sông Đà 1. Về chuyện tình cảm, anh cũng thừa nhận mình là người đào hoa, từng có 6 người yêu, nhưng mối tình được dư luận quan tâm nhất vẫn là với diễn viên Quỳnh Nga.